hình tượng người mẹ đó phải nói là lúc nào cũng thật là gần gũi với con. Thì cũng như là nãy giáo sư nói đó, người mẹ gần con nhiều nhất, người mẹ uốn nắn tìm hiểu con, vui buồn cùng con. Cho nên khi nhắc tới người mẹ đó, hầu như là từ văn thơ, văn chương, từ Đông sang Tây, chúng ta thấy nhiều nhiều hơn là hình ảnh của người cha. Và nhắc tới người mẹ phải nói không có hình ảnh nào mà đau buồn, mà khiến cho chúng ta ngậm ngùi, mà có thể là chúng ta có một cái gọi là một cái niềm gọi là rây rứt trong lòng. Đó là hình ảnh những người mẹ trong cái thời buổi loạn thời, loạn thế, chiến tranh, hoặc là trong cái buổi khủng hoảng kinh tế hay bất cứ một cái điều đó. Thì chắc có lẽ là mẹ của chúng ta đã từng trải qua giai đoạn đó, phải không thưa giáo sư? Trong cái thời gian mà Việt Nam trong cái cảnh chiến tranh thì có rất là nhiều những cái hoàn cảnh mà người mẹ phải tự lo nuôi một đàn con, không có người chồng ở trong gia đình, thì vừa phải tìm kiếm cái cách mà sinh sống để có tiền mua thức ăn cho con, mà vừa lại hướng dẫn dạy dỗ con, mà vừa phải tìm hiểu coi thử là nó cần cái gì, nó học tới đâu. Thì mình thấy rất là nhiều hoàn cảnh lúc đó mình còn bé, mình cứ có người lo thì mình chỉ biết vậy. Nhưng mà sau này nhìn lại, mình mới cảm phục những cái người mẹ trong cái thời chiến tranh ở Việt Nam, và ngay sau chiến tranh nó còn bi đát hơn nữa. Và rất ít những cái bài vở mà công nhận cái sự hy sinh và can đảm của người mẹ lúc đó. Vâng, thì sau khi mà cuộc chiến xảy ra thì chắc chắn là chúng ta phải nhắc đến cái biến động mà lớn lao nhất, thay đổi gọi là thăng trầm nhất, đó là biến cố 30 tháng 4 năm 75. An Miên là ở lại, không biết là bị hay được ở lại đây. Thì là vì ở lại cho tới năm 1989 thì mới được rời đất nước Việt Nam để qua Úc đi đoàn tụ gia đình. Thì An Miên chứng kiến những cái nỗi khó khăn của những người vợ mà chồng đi tù cải tạo. Nhưng An Miên được biết rằng, chắc có lẽ cái này là phải nhờ giáo sư bày tỏ thêm với quý vị, là bởi vì giáo sư qua đây ở một cái lứa tuổi rất là thanh xuân. Và chắc có lẽ mẹ giáo sư cũng phải nói là bà cũng phải thích ứng với môi trường mới, bươn chải, và chắc rất là khó khăn cho những người mẹ khi qua hải ngoại. Đúng như đặc thế. Biệt là tiếng Anh không biết một gì hết. Đúng như thế. Mà mất hết tất cả. Mất hết tất cả. Thì mình thấy là cái người phụ nữ Việt Nam rất là đáng kính phục và được vinh danh, những người mà ở lại. Thì cái hoàn cảnh là người ta gọi là đi vùng kinh tế mới, nhưng mà thật ra bị đẩy ra khỏi nhà mình, tại vì cộng sản nó lấy mất nhà cửa, đi những cái vùng mà đất đai khô cằn mà phải tự gây dựng, mà bàn tay người phụ nữ làm sao làm được, mà cuối cùng cũng phải làm, rồi phải đi thăm nuôi chồng, tiền đâu, mà cái đường đi rất là xa, nhất là những cái người mà bị ra Bắc. Thì khi mình đọc cái đó mình không cầm nổi nước mắt, mình thấy sao mà cực quá. Nhưng mà những cái người phụ nữ mà qua đây cái lúc 75 hoặc là gần đó thì cũng cực không kém, tại vì đang ở trong cái môi trường mình có thể nói được, mình có thể xoay sở được. Bây giờ như câm như điếc, không nói được, không hiểu được, mà phải ra đi làm để mà phụ chồng. Chồng cũng vậy thôi, hai vợ chồng. Thì trong cái thời gian đầu, đa số những cái người mà qua lúc đó đi rửa chén, đi quét nhà, đi dọn dẹp nhà cửa, đi bán xăng, tất cả cái gì làm việc mà không có đòi hỏi phải tiếp xúc với người khác. Và một thời gian sau, một hai năm sau, thì có những cái công ty họ thấy những người Việt Nam tị nạn nhất, rất là những người phụ nữ khéo tay, thì có những cái công ty điện tử họ cho làm gắn những cái mẫu, nó kêu là assembler. Assembler đó, là gắn một cái phần thôi, mà cái công việc đó nó nhẹ nhàng nhưng mà nó rất là buồn chán, tại vì mình đứng cả ngày, một cái board, một cái miếng nó chạy qua, mình chỉ bỏ một con ốc, con vít hoặc một cái gì làm đó thì nó chạy đó. Qua làm dây chuyền, đúng như thế. Thì hồi đó nó hay có cái danh từ là chồng tách vợ ly, ly là assembly, tách là technician, chồng tách vợ ly, làm mà trong những cái hãng xưởng lớn mà phải đứng, và họ trả theo cái sản xuất mình làm được bao nhiêu. Do đó họ hết công làm, nhiều khi không có dám đi nghỉ để mà đi giải lao hoặc là dùng phòng tắm, rồi sinh ra bệnh này kia, nhưng mà vẫn làm hy sinh, tại vì nghĩ là không những lo cho gia đình đây mà gửi tiền về lo cho bố mẹ. Thì mình nhớ rất rõ ràng cái cảnh mà cuối cùng trước khi rời Việt Nam, mẹ mình không muốn đi, tại vì mẹ mình là con trưởng, thì mẹ nói không, con trưởng phải ở lại để mà phụ dưỡng ông bà ngoại. Thì bà ngoại mới nói với mình, nói với mẹ mà mình đứng đó mình nghe đó, con phải đi đi, con một đàn con như vậy mà con không đi thì chồng con làm sao lo được cho cái đàn con này, bố mẹ già rồi đừng có lo.
thì mẹ nuốt nước mắt mà đi. Vâng. Mà đúng như vậy, nếu mà cái đàn con đi theo bố thì chắc là không có làm được cái khổ gì. Sợ lắm thì người mẹ lo hết. Thì mẹ mình đi làm assembly, đứng trong sở 8-10 tiếng, về nhà là phải nấu ăn hết. Vâng, tại đó, vì đi học, đứa nào cũng đi học, không có thì giờ, tối là về học. Rồi mẹ nói là cuối tuần thì ra dọn dẹp vườn, rồi làm này làm kia. Bây giờ bà cụ ngồi thỉnh thoảng bà nhớ lại, bà nói hay Chúa cho mình cái sức khỏe lúc đó, không ai chỉ cho mình mà mình cũng biết cái gì phải làm. Rồi khi mà vô trong làm những cái hãng xưởng thì người này chỉ cho người khác, đi mua chỗ nào rẻ, đi cái tiệm nào nó bán đồ sale, rồi cứ chỉ cho nhau. Thì mình thấy những người phụ nữ đặc biệt là có cái khả năng adapt, hội nhập, còn những người đàn ông thì gặp rất là nhiều khó khăn tại họ đang ở một cái địa vị nào đó bây giờ xuống rất rất là thấp, thì nhiều người gặp trở ngại, trong khi người phụ nữ cắn răng làm được hết. Thì cái đức tính đó là một trong những đức tính mà người phụ nữ, đại đa số là người phụ nữ có, đó là cái sự nhẫn nại. Đúng. Và dù có hoàn cảnh, có khó khăn thì vẫn thích ứng như thường. Nhưng mà Armin nghĩ mình nói thì dễ lắm, nói cái chữ nhẫn nại rất dễ, thích nghi rất dễ. Nhưng để bao nhiêu năm trời trôi qua thì đối với Armin cái đó là đầy nước mắt. Có thể là bà không khóc trước mặt con, nhưng mà có lẽ là nuốt ngược vào lòng. Thì đó là cái điều mà chúng ta cảm thấy day dứt vô cùng, phải đúng, không? Đúng như thế. Thì có một thời gian mình làm những cái lớp mà dạy Anh văn ESL cho những cái người phụ nữ ở trong nhà. Tại vì đó là họ không có thì giờ đi ra ngoài. Có những cái lớp ở trường đại học cộng đồng, họ không có thì giờ đi học những cái lớp đó, mà họ muốn học tiếng Anh. Và chỉ có buổi tối sau khi mà lo cơm nước cho chồng con hết, thì họ họp lại 10 người trong một nhà. Thì họ nói mình giúp thì mình tới, mình cũng giúp cho họ. Và mình hỏi cái cách học hay nhất là các chị cần phải nói những câu nào. Thì viết ra tiếng Việt xong rồi mình giúp cho các chị nói những cái câu đó bằng tiếng Anh. Thì có một lần chị kia nói là mình muốn viết cái câu mà để mà khi người ta không hiểu mình thì mình trả lời như thế nào, hoặc là khi người ta đối xử không tốt với mình thì mình phải hỏi cái trả lời hoặc là đối phó như thế nào. Thì mình nói chị nói rõ hơn đi, tại vì em không biết ý chị là như thế nào. Thì chị mới kể là lúc đi chợ thì lúc mà ra trả tiền thì tại vì gia đình có con nhỏ thì có những cái phiếu hồi xưa nó kêu là food stamp, những cái phiếu đó để mua thức ăn. Thì lúc mà mua thì chị nói là chị mua thức ăn rồi trong đó là có thuốc giặt. Mà chị không biết là thuốc giặt nó không là thuốc ăn. Thì lúc đó cái người mà trả tiền nói mà họ có cái thái độ khinh thường hoặc sắc sược. Thì chị này chỉ biết như vậy mà chị không nói được. Thì cái bà kia bà thấy mặt chị ngớ ra, bà càng nói to ra. Họ tưởng là càng nói to thì mình càng hiểu, nhưng mà nói to cũng tiếng Anh thì làm sao hiểu. Thì chị nói chị giận mà chị xấu hổ mà chị tức lắm. Cái chị nói lúc đó mà chị có tiếng Anh thì chị sẽ hỏi tại sao lớn tiếng với tôi, tại sao đối xử với tôi như vậy, và tôi muốn gặp ai để mà đó. Thì mình mới nói chị viết ra học những cái câu nói, và có là I would like to talk to the manager. Tôi muốn gặp cái người có trách nhiệm. Thì mấy chị đã học những cái câu đó. Thì mình rất là cảm thấy họ gặp nhiều những cái hoàn cảnh như vậy, bị đối xử, bị khinh thường vì bất đồng ngôn ngữ hoặc một cái gì đó nó không đúng. Thì sau này đó, chính những người đó họ có can đảm nói như vậy, họ sẽ là người gương mẫu cho con, để mà mình thấy khi mình bị áp đặt mình có quyền có cái tiếng nói. Thì mình rất phục những chị đó. Vâng, phải nói là qua cái đó là mình cũng phải hiểu là thực ra là cũng không phải, Armin biết là giáo sư cũng không phải là mình nói là cái xã hội Mỹ thế này thế kia là kỳ thị, nhưng mà đối với Armin nó ngay cả những người Việt Nam với Việt Nam, mà đôi khi chúng ta nhìn thấy một người mà chúng ta cho là cái người này ăn mặc lôi thôi hoặc là lốc thốc, rồi là cứ đi dùng tiền của xã hội, cái tự nhiên có nhiều người họ không ý thức được, họ không hiểu được. Đó là lý do chúng ta phải hiểu người ta. Đúng. Thì họ có một cái nhìn gọi là bình, hoặc có nhiều khi không nói to đâu nhưng mà lạnh lùng, rồi không thèm nói tiếng nào hết, làm thì cái đó là ngay bản thân dù có biết tiếng Anh như anh Miên đi làm cũng thường bị như vậy. Chẳng hạn như là cùng là một service nhưng mà cái người bên cạnh là người ngoại quốc, thì tiếp viên hàng không service nhẹ nhàng, còn mình đặt luôn cái ly nước cái nặng nề trước mặt. Mà dù là ngồi cái hàng ghế là do sợ cử đi thì dĩ nhiên hàng ghế đều là ưu đãi, hàng ghế business class, nhưng mà cái thái độ cũng khác. Thì họ nghĩ như vậy, Á Châu làm sao mà được lên đây, đại khái vậy. Nhưng mà cuối cùng đó thì thứ nhất á, mình phải tập cái tánh là thôi lờ đi, lờ hiền lờ, nhưng mà nếu quá đáng á, thì mình phải stop ngay. Cái vấn đề mà những người phụ nữ có con nhỏ dùng được hưởng những cái trợ cấp như là food stamp hoặc là lo cho con cái,
không có gì mà phải mắc cỡ. Và có nhiều người họ nói ô những người đó tại sao họ cứ lợi dụng chính phủ, anh ấy mới nói không, đó là một cái chương trình để giúp. Và họ, cái chính phủ này rất là khôn ngoan, tại vì những người phụ nữ đó không đi làm, chịu khó ở nhà lo cho con được trợ cấp, cái đám con đó được người phụ, được người mẹ lo cho đầy đủ, chăm sóc, chăm sóc để mà học hành, tấn tới sau này tụi nó đi làm nó đóng tiền thuế lại. Hình như cái đó là một cái chuyện đương nhiên, không có gì mà phải xấu hổ, tại vì cái bổn phận quan trọng nhất của mình, của người phụ nữ, là làm sao cho đàn con thành công để mà đóng góp lại cho xã hội sau này. Và khi mà người phụ nữ hy sinh ở nhà và phải nhận cái tiền đó, không có cái gì xấu, mà những người khác mà nhìn thì đó là họ không hiểu thôi. Vâng, giáo sư nói rất là đúng. Và chỉ là xấu khi nào chúng ta có đầy đủ điều kiện mà chúng ta cố tình để mà lấy cái phần của những người cần, thì cái đó chúng ta rất là xấu, đó là khai gian, khai man. Còn cái vấn đề đó, chúng ta là di dân, thì anh Miên nghĩ á, sở dĩ mà đất nước này á, mở rộng, vì đất nước Mỹ thực ra không phải của ai cả, nó là của những người di dân làm nên. Và đây là những cái điều như nãy giáo sư nói đó, chúng ta sẽ phải đóng thuế cả cuộc đời, bao nhiêu là đời. Mà khi mình càng thành công thì mình càng đóng góp được nhiều. Vâng. À, họ tính hết, họ hiểu ở nhà hết. Trông con thay vì đi làm mà tiền gửi con đi thì cũng đúng. Đúng. Và những đứa con mà gửi đi thì chắc chắn là không có ngoan, không có được cẩn thận hướng dẫn bằng chính người mẹ. Do đó cái vai trò người mẹ trong gia đình rất là quan trọng. Tại vì khi mà cái thời gian mà nó đi qua rồi, mình không có uốn nắn các con từ nhỏ, tới cái tuổi teenager mình thấy sợ quá, bây giờ thôi bớt giờ làm ở nhà với con, đôi khi hơi trễ. Tại vì nó đã quen cái thói tự lập rồi, không có ai nói bắt nó vào khuôn vào phép. Chỉ nên để ý cái đó. Vâng, và khi nhắc tới cái vấn đề người mẹ thì chúng ta cũng biết là thế hệ mẹ của như là của An Miên, của giáo sư á, là đã rất là cao tuổi. Rồi có những người con không chăm sóc được người mẹ. Thì hôm nay là cũng nhân nói về người mẹ và ngày lễ mẹ. Thì giáo sư nghĩ như thế nào? Có những người con họ nói là tôi không chăm sóc được mẹ, tôi phải nhờ đến hình như là có cái là in home support gì đó. Đúng, đúng. Và khi mà lên trên đó để xin người mà giúp mẹ mình á, thì giống như người ta bị đối xử giống như là sao mẹ bạn là bạn không trông, rồi bạn đòi cái này bạn đòi cái kia, giống như là cũng bị hạch sách coi thường. Đúng. Thì cái này cũng có nhiều người than với An Miên. Thì giáo sư nghĩ sao về cái vấn đề đó? Thật ra đó, nhiều khi cũng có những cái trường hợp người ta Việt Nam hay nói cái câu gì một người mẹ nuôi được một đàn con, một đàn con không nuôi được người mẹ. Nhưng mà có những cái trường hợp thì là khó khăn cho những người con vì ở xa, mà mẹ ở một nơi và mẹ ở những cái nơi nào quen thuộc, không có muốn dọn về ở với một người con nào khác, thì cần cái sự giúp đỡ. Bà mẹ mình hiện tại là 90 tuổi nhưng vẫn ở một mình trong một cái căn apartment, mình và một người chị, người anh thay phiên nhau tới. Ngoài ra có thêm hai người cũng thay phiên nhau tới. Và bà mẹ rất là hạnh phúc vì bà được ở sát nhà thờ. Cái quan trọng nhất của tuổi già là có một cái cộng đồng và có cái niềm tin. Thì bà cụ thích ở đó vì có thể đi bộ qua nhà thờ. Ở nhà con là xa nhà thờ, muốn đi phải nhờ nó lái xe đi phiền phức. Thì bà cụ thích ở đó. Và trong cái chương trình xã hội bây giờ, họ ý thức là thà mình trả tiền cho người nhà trông coi những người mẹ hoặc những người bố lớn tuổi ở nhà còn rẻ hơn là gửi vào những cái viện dưỡng lão. Tại cái tiền chi phí nó rất cao, mà những người đó vào đó thì dễ buồn, buồn thì đâm ra bệnh, thì cái chi phí nó cao. Thì bây giờ có nhiều cái chương trình xã hội họ công nhận những người thân là những người mà chăm sóc và có thể làm giấy tờ để được tiền. Thì mình thấy đó là cái sự khôn ngoan của những cái người mà lo về vấn đề đó. Khi mà có chính người nhà tới chăm sóc thì tốt hơn phải thuê người ngoài. Vâng, vâng, là còn một vấn đề này là cũng xin hỏi giáo sư nghĩ sao là có những người mẹ luôn luôn trách móc con mình. Là dù con thì hoàn cảnh bây giờ đúng, ai đúng. Cũng bận rộn và con bây giờ trách nhiệm còn nặng hơn nữa. Và những người mẹ này hay than thở và trách móc. Thì giáo sư nghĩ như thế nào ạ? Vâng, cái đó là một cái vấn đề mà đa số những gia đình Việt Nam đều gặp phải hết. Dạ vâng. Vâng, cảm ơn quý vị đang theo dõi. Xin quý vị giữ màn hình, chương trình sẽ trở lại sau vài phút sau phần thông tin thương mại.